Chào mừng quý vị cùng đến với trận đấu đáng chú ý nhất và đáng chờ đợi nhất của vòng đấu này. Một trận đấu được người hâm mộ trông ngóng, một trận đấu mà được những tờ báo ở Trung Đông đang nói thế giới bóng đá ngày hôm nay sẽ chia làm hai. Chuyển rất hợp lý. Không hiểu ý rồi. Bóng đã đi hết đường biên, ném biên cho đội chủ nhà. Thắng có thể làm hài lòng cả những người khó tính nhất và hoàn toàn được chấm điểm 10. Đó là một tình huống mà mọi thứ chỉ cần đúng nhịp là nó sẽ thành công và họ đã tạo ra được điều đó. Đã có được bàn thắng một cách đầy bất ngờ, nhưng nó xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện kể từ đầu trận. Khó khăn.
rất thoáng. Tốt. Cơ. Dứt điểm. Một tình huống mà các cầu thủ đã phá quả bóng không thực sự chắc chắn. Một đường chọc khe quen thuộc. Một đường chọc khe nhẹ nhàng nhưng đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự. Và cú đá cuối cùng thì là cực kỳ quyết đoán rồi. Mọi thứ đều tròn trịa ở trong pha bóng này, từ người chuyền bóng cho đến người dứt điểm. Đây sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất. Lựa chân rất nhanh và hợp lý. Sau đó thì trọng tài đã thổi phạt lỗi việt vị. Phản công. Không được. Rất khỏe. Sự tìm kiếm phương án phát triển bóng lên. Một tình huống giải vây hơi khó, nhưng dẫu sao thì quyền kiểm soát vẫn đang thuộc về các cầu thủ chủ nhà. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Đó là một đường chuyền vào chút lộ. Lại thêm một pha đánh chặn cực chuẩn xác nữa. Những pha đi bóng tốc độ. Không được, không thể theo kịp đường chuyền vừa rồi. Thành công và bắt bài chính xác và khôn ngoan. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp một. Xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ trong ít phút trước khi chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến ở trong hiệp 2 ở cuộc đối đầu này. Hiệp 2 đã chính thức diễn ra. Coming on the field is number 21. Và đẩy bóng hơi dài, tự anh làm khó mình. Tiếp tục là một quả phạt góc.
chuyển đầy tự tin và cũng cực kỳ chính xác. Nhưng nó đã không để được khép lại và bàn thắng. Đó là một pha dàn xếp hay đến từ các đường tấn công. Nó chỉ hỏng đúng ở điểm chạm cuối cùng mà thôi. Lỗi rồi. Không được. Cơ hội phản công. Lạnh lùng đã được dồn tất cả vào pha bóng vừa rồi. Substitution for Leipzig. Và bây giờ sẽ là sự điều chỉnh nhân sự. Cách biệt chỉ còn là 1-3. Quyết tâm và nỗ lực đã được đền đáp với bàn thắng. Dứt điểm. Một tình huống ghi bàn tuyệt vời. Thật là khó tin. Một vẻ mặt biểu cảm, phải chăng có một cây đèn thần nào vừa xuất hiện, có một vị thần nào đó vừa xuất hiện để mang đến ước mơ thành hiện thực. Cứ tưởng là anh vào cho vui trong khoảng thời gian còn lại, nhưng ở nhịp vui đầu tiên thì đó thực sự là niềm vui tột độ với cầu thủ này. Điểm chạm đầu tiên và nó trở thành bàn thắng, một sự điều chỉnh nhỏ thôi nhưng sự xoay chuyển của nó lại vô cùng lớn. Sẽ làm gì đây? Và đó là một câu hỏi rất khó để có thể đáp án một cách chính xác nhất. Tấn công chủ động thì không thể, bởi vì đội bóng đá quá quyết liệt. Đây là một tình huống cố định nguy hiểm, một góc đá phạt cực kỳ nguy hiểm. Dứt điểm từ xa. Henrik chuyền vào, không được. Cần phải duy trì sự tập trung. Tiếp tục được đưa sang bên phải. Tiếp tục là phản góc. Và bây giờ sẽ là sự điều chỉnh nhân sự. Thêm hai sự thay đổi nữa. Dứt điểm. Rất khó chịu. Rất nguy hiểm. Một chút gì đó hơi phiêu lưu trong cách xử lý từ tuyến dưới. Tạt khá nguy hiểm. Một pha bắt bóng rất gọn gàng. Henrik cánh phải đang rất trống trải. Đã có lỗi tuyệt vời. Substitution for Leipzig.
chuyền như vậy. Dứt điểm. Anh đã chủ quan, anh tin vào phán đoán của mình và bị chính quả bóng đánh lừa. Đường chuyền khá hay. Rất hợp lý, hạ thẳng tốc quen thuộc, không được. McElroy Henrik rất khỏe, còn phát bóng tốt. Lời nói bông đùa về việc hy vọng anh sẽ ghi 5 bàn ở trận đấu ngày hôm nay, vậy mà bây giờ đã có được 3 bàn rồi. The goal scorer for Leipzig, number 21. Substitutions taking place. Đây là một thời điểm mà trận đấu đang cực kỳ hồi hộp. Còn khoảng hơn 5 phút nữa là cuối đầu này sẽ khép lại. Everton. Thành công và bắt bài chính xác và khôn ngoan. Vừa rồi là một tình huống khá hay và chơi bóng đúng theo tính cách của anh. Thả bóng hợp lý, đi bóng rất hay. Cần phải hạn chế ngay những pha mất bóng ở khu vực trung tuyến như vừa rồi. McElroy khoảng trống, thời gian còn lại cũng là không nhiều, cần phải duy trì sự tập trung. Thêm một pha truy cản chính xác, vẫn là một pha bóng chính xác. Rất hợp lý. Những pha đi bóng tốc độ. Dứt điểm. Biệt vị rồi. Substitution. Và bây giờ sẽ là sự điều chỉnh nhân sự. Đi bóng rất hợp lý. Dứt điểm. Đã có pha phản lưới nha. Wow, thật sự là wow.